Em giới thiệu cho anh cái sáo bầu ngọc hai đề. Đây là cái hộp đựng của nó đây anh nhé. Đấy, nó nằm trong cái hộp đựng như này. Rồi sáo một bè và hai bè thì khác nhau thế nào? Ở đây là cái sáo hai bè thì nó có hai thanh bè này. Đây thanh bè đây. Đấy, âm thanh thì đây anh nhé.